Đây là mắm tôm. Mình sẽ Cho 2 thìa đường, 3 thìa đường. This is a lot sugar. Wow. Ớt rồi nhé. Oh, so many sweet. Ông hồi lạc này, nhớ nóng rồi là thì sẽ cho vào. Thì bỏ qua ăn lúc. Thì nghe bác đi chưa có một tổ ăn. Đỡ mẹ kiểm tra. Mục vẩy rau nhé các bạn nha. Mấy ngày nhỉ? How many days you stay here and yeah. Today you can wow. Thôi bác đi vào, bác đi vào. Bác giữ thế này nha, bác giữ chặt thế này nha. Okay. Bác còn giữ vào đây này. Chặt khám đi đã. Từ từ, từ. Nghe từ rồi. Wow. Maybe you can try open this. It's no. No. Nếu mà các bạn chưa biết vẩy rau nhá, mà các bạn muốn học vẩy rau này hoặc là ấy, thì bạn úp một cái rổ vào thì nó sẽ không ra được. Các bạn vẩy. Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay thì bác cháu mình sẽ ăn bún đậu mắm tôm nhé các bạn nhé. Bây giờ thì mình sẽ bày ra mâm mẹ này để cùng nhau ăn. À, bác Thái. Kìa. Đau mẹ ơi. Đừng có làm thế này. Đúng rồi. Xin chào tất cả các bạn. Là đậu này. Chả quế rất là ngon các bạn ạ. Ừ.
thì cháu múc mắm tôm cho bác không, rồi mình úp lemon vào ạ. Chay thật. It's sweet. Yes, oh sweet. Yeah. I like sweet. À bác của bác. Mà I think it's more chili is better. Vâng, nó không cay mấy. Bác không thích cay à? Không thích cay à? Yo. Yeah, 그 여러분들이 붐또맘또을 먹을 때 맘똥 소스는요. 계속 저어서 이 거품이 날 때까지 저어야 맛있어요. 뭐 돼? 너 귀여운 거 되냐? 저어? 오! I have to take more chili. 나 take more chili. 와, 내 짱 được. 와, 내 짱 짱. 해도 không cần đâu. 그 cây rồi đấy. No, I think it's spicy. Mm. Không. Wow. No. Bây giờ chị xin mời tất cả các bạn nhé. Cảm ơn bác. Mean. Cháu not really, cháu don't like the Korean and gì nhỉ? Korean nó có làm gì nhỉ? Rau mùi. Rau mùi, vâng, rau mùi. Korean, gosu. Gosu, but English? Yeah. Mình là cái gì? Thầy gói cho mình thầy gói. Thầy gói. Mình không làm gì, anh cũng làm. Cháu không thích rau mùi. When I go to somewhere and order the food, yeah.
đâu không hành, không có mùi và không giá. Giá? Đâu onion, đâu garlic. Không có mùi. À, không có mùi. Just soup and the noodle. just and noodles. Oh. Quận miếng rau thơm với lại là chả quế các bạn ạ. Ngon nhỉ bác nhỉ. No. Mà không nó rất là ngon các bạn ạ, à, nhưng mà mình bị nhiệt, mình bị đau. Nhưng mà ngon lắm. When she smell the mắm tôm, she feel sick. Các bạn ơi, video đến đây của mình là kết thúc rồi. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn vào video tiếp theo nhé. Bye bye.